thì để mà mình có thể mang tới cho mọi người những điều tốt đẹp nhất nha chị, thì chính bản thân của mình phải có được những điều tốt đẹp nhất. Tại vì khi mình có rồi mình mới cho được, mình không thể nào cho những thứ mình không có đâu. Hồi xưa Diễm cứ nghĩ rằng là mình hy sinh để mà mình mang đến những điều tốt đẹp nhất cho người thân của mình, nhưng mà cái quan điểm đó của Diễm nó không đúng đắn rồi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì hồi xưa khi mà mình hy sinh á, thì bên trong của mình lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn. Nếu mà bên trong của mình mà cảm thấy thiếu thốn thì bên trong thiếu thì bên ngoài nó cũng sẽ thiếu mà. Cuộc sống của mình không lúc nào đủ đầy được, làm sao giúp đỡ cho ai được, lúc nào cũng không vui, không thoải mái, không hạnh phúc. Rồi mình cho cái gì cho những người xung quanh, mình có cảm xúc không vui, không tích cực thì mình nhắm mình cho cái gì những người xung quanh đây các anh chị, thì mình cũng cho họ những cảm xúc đó đó chứ. Mình có gì mình cho ở đó mà, nên thành ra lúc đó mối quan hệ đâu hòa hợp đó. Mình cứ nghĩ rằng là mình muốn mang tới niềm vui hạnh phúc cho gia đình của mình không, bởi vậy mình hy sinh cái này hy sinh cái kia, cam chịu nhẫn nhục này kia các thứ, đúng không? Nhưng mà rồi khi mình nhìn lại thì mình thấy rằng là những người xung quanh của mình họ cũng không vui hạnh phúc khi bên cạnh mình, mặc dù mình bảo rằng mình hy sinh nhiều thứ. Thì lúc đó mình mới phát hiện ra là hình như là mình làm bị ngược, mình chỉ có thể cho người khác những thứ mình có thôi. Nên là thành ra bắt đầu Diễm mới quay về bên trong, chăm sóc lại con người bên trong của mình, mang tới cái niềm vui và hạnh phúc cho chính mình, mang đến những điều tốt đẹp nhất cho chính bản thân của mình. Khi mà mình có cái điều đó rồi bắt đầu mình mới cho được. À, nên là tác giả nói như này nha chị, nên là nếu bạn nói bạn xứng đáng nghĩa là bạn xứng đáng, nếu mà bạn nói rằng là bạn không xứng đáng là bạn sẽ không xứng đáng. Dù chọn cái cách nào thì bạn cũng sẽ sống đúng theo cái câu chuyện đời của mình. Nên là hãy thay đổi lại những cái câu chuyện mà mình đang tự nói với bản thân của mình đi. Bây số các anh chị đây cảm thấy rằng là mình và gia đình của mình xứng đáng có cuộc sống thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc thì comment tôi ạ. Đừng có tin vào tiếng nói nhỏ nữa, đừng có tin vào những cái lý do nữa, không có lý do gì cả, tập trung kết quả cuối cùng thôi. Các anh chị đừng nghĩ rằng là mình phải thật sự hoàn hảo thì mình mới có thể giàu có được nha. Thì là kể cả những cái người giàu có nhất họ vẫn chưa hoàn hảo đâu các anh chị. Hoàn hảo một cái là mình tự cho mình là hoàn hảo, một cái là bắt đầu là mình sẽ không có đi lên nữa đâu các anh chị, mà mình sẽ đi xuống ngay, không cần phải hoàn hảo mới bắt đầu rồi. Mình hãy bắt đầu để trở nên hoàn hảo. Những người thành công và giàu có họ cũng chưa hoàn hảo đâu các anh chị. Những người mà tự do về tài chính nè, các anh chị có thể đạt được tất cả mọi điều các anh chị mong muốn, ngay cả khi các anh chị chưa hoàn hảo. Diễm đâu có hoàn hảo đâu. Dạ mỗi ngày Diễm cũng phải đang rèn luyện bản thân thôi chị ơi. Ngày hôm nay cứ mình có tốt hơn ngày của mình hôm qua, ngày hôm nay ngày mai mình tốt hơn mình của ngày hôm nay, và mình đang cố gắng tốt hơn mỗi ngày chứ Diễm vẫn không hoàn hảo. Diễm đã từng nhìn thấy là có rất là nhiều người họ cũng không hoàn hảo đâu các anh chị, nhưng mà họ vẫn có mức thu nhập 500 triệu một tháng bình thường. Có thể là họ chưa chưa giỏi cái này, có thể là họ chưa thực sự trở thành một bậc thầy bán hàng, có thể là họ chưa thực sự trở thành một bậc thầy marketing, có thể là họ chưa thật sự là một bậc thầy trong việc giao tiếp, có thể là chưa, còn họ cũng chưa thật sự là bậc thầy trong việc lãnh đạo. Nhưng mà họ có được một cái thứ ấy chị, họ có mục tiêu, họ có một cái tâm yêu thương, mong muốn cho giá trị giúp đỡ cho mọi người, và họ làm việc rất là chăm chỉ cần mẫn, hành động liên tục nhất quán một con đường, tiến tới mục tiêu thôi. Thật đó các chị biết rằng là ở trong câu lạc bộ mình nó có rất là nhiều anh chị cũng không phải là bự con to con gì, cũng rất là bé nhỏ thôi, cao mét rưỡi thôi nè, cao mét rưỡi cũng tầm khoảng bốn mấy ký thôi, cũng phải chưa thật sự hoàn hảo gì nhưng vẫn thu nhập 500 triệu một tháng bình thường, thiệt đó các chị. Và tất nhiên là cái câu chuyện này không phải là điển hình, nhưng mà Diễm đang mong muốn chia sẻ cho các anh chị thấy rằng là mình đừng có tự lấy những cái tiếng nói nhỏ ra để ngăn cản bản thân của mình tiến về phía trước. Đừng nghĩ rằng mình phải thật sự hoàn hảo mình mới thành công. Không, tập trung kết quả đi, tập trung kết quả cuối cùng đi, đừng có tự vẽ đường. Hồi xưa là Diễm là người chuyên vẽ đường cho tỉnh thức của mình luôn. Xưa trước khi tham gia vào môi trường câu lạc bộ, Diễm vẽ như này nè, để mà mình có thể tự do về tài chính ha, thì bây giờ mình phải đầu tiên là mình phải đi học tiếng Anh đó, mình phải giỏi tiếng Anh, bậc thầy tiếng Anh đó, mình mới có thu nhập đó được. Xong rồi không, cái mình phải đi học về kế toán nè, tại vì mình kinh doanh mà, mình phải biết kế toán,
Đó, xong rồi cái ba ha, cái mình phải đi mình học về bán hàng, bốn mình phải học về marketing, năm là mình phải học giao tiếp. Trời ơi, diễm vẽ quá trời vẽ rồi. Mình nghĩ rằng là mình phải ra làm, phải ra thành công hết cái đó thì mình mới có thể tự do tài chính được. Thế bắt đầu đi học tứ lưu sư học mây hết, tiếng Anh, tiếng trong tiếng ngoài, cái toán rồi từ lưu siêu chưa, may quá. Lúc đó Diễm được gieo duyên tới môi trường câu lạc bộ nghe chị, và cho đến ngày hôm nay Diễm chưa biết tiếng Anh gì luôn, nhưng Diễm vẫn đã, Diễm đang tự do về tài chính rồi. Ngày hôm nay chưa biết gì về kế toán luôn nghe chị nha, nhưng mà ngày hôm nay Diễm cũng đã tự do về tài chính rồi. Diễm chỉ giỏi hai thứ thôi, bán hàng và marketing, thì Diễm đã tự do về tài chính rồi. Đừng khỏi vẽ, khỏi vẽ nghe chị, để tập trung kết quả đi, rồi tìm thức, ok chị sẽ có được cái con đường ngắn nhất, nhanh nhất và dễ dàng nhất giúp cho các chị thành công. Diễm kể cho anh chị nghe câu chuyện, câu chuyện này có thật nhé. Bữa đó Diễm đang ngồi cái có một cái cô bạn, cái câu chuyện này hồi xưa Diễm còn là lúc mà mình còn đi làm văn phòng á, cái bạn tới bạn làm việc của mình hỏi như này nè, chị Diễm ơi, hả chị Diễm có cây kim không, ở Sài Gòn ở miền Nam gọi là cây kim, cây kim may đồ, chị không biết các tỉnh nghe chị gọi là cái gì. Xong cái mình bảo đang cho mà đang, đang đang làm việc mà cây kim đâu có, không có, không có cây kim. Xong cái bạn ấy mình thấy bạn cứ lui cui rồi đi hỏi xin mượn hết người này mượn tới người kia, đi kiếm quá thì kiếm mấy tiếng hồ luôn nghe chị. Xong mà tới quay tới chiều luôn vẫn thấy bạn ấy kiếm, cái gì mới ngứa miệng quá hỏi, ủa chứ bạn kiếm cái kim làm cái gì? Sao bạn ấy nói mình bị một có một cái dầm ở trong tay của mình muốn, muốn lấy cái cây kim để mà mình lấy nó ra, mình lĩa nó ra. Thì mới bảo sao sớm giờ không nói, vì mình không có cây kim nhưng mà mình có cái cây nhíp, mình có thể nhổ ra giùm bạn được. Thế là Diễm lấy cây nhíp, Diễm mà đưa vô lấy ra xong, nhưng mà bạn quay cuồng hết cả chiều, hoặc cả một buổi chiều, vừa chịu đau vừa tốn thời gian tốn công sức. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chỉ đi tìm cách làm thôi, bạn ấy chỉ biết được cái cách mà bạn ấy suy nghĩ trong đầu thôi, nhưng bạn không biết rằng ở ngoài vũ trụ kia còn rất nhiều những cái con đường khác để giúp cho bạn thành công, chứ không phải là chỉ là phải chăm chăm vô có cái đó mới được. Hai các anh chị ha, vậy thì thông qua cái bài học này Diễm học được rất nhiều thứ. Khi mà các anh chị mong muốn một cái điều gì đó ở cuộc đời này, các anh chị nói thẳng với điều đó đi, đó kết quả là tôi muốn đó. Còn cái cách làm nào hả, vũ trụ mang lại, đừng đi tìm cách làm, trong đầu của mình có một cách là, nhưng mà ở vũ trụ các anh chị hàng triệu cách làm, vũ trụ sẽ lựa chọn cho các anh chị cái con đường ngắn nhất, nhanh nhất và dễ dàng nhất để giúp cho các anh chị đạt được mục tiêu. Quan trọng là các anh chị phải tập trung vào kết quả, tập trung vào kết quả thôi, chứ mà đừng có xứng đáng không xứng đáng, rồi họ tôi chưa giỏi này chưa cho giỏi kia, tôi nên tôi không giàu có được này kia, thôi dẹp dẹp dẹp, ok không ạ? Giờ mình chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng thôi, là tôi xứng đáng có cái gì. Các anh chị cảm ơn Diễm đi ạ. Các anh chị xứng đáng có cái gì ạ? Những anh chị nào đang cảm thấy không xứng đáng thì ngày hôm nay là cái ngày mà mình sẽ có thể là có quyền năng để mình thay đổi lại cuộc đời của mình. Cái này và gì gì với các anh chị cùng làm, mà không biết là làm cái này xong có anh chị nào cắt ngang đoạn ra cái bảo rằng đang tuyên truyền đạo giáo tôn giáo gì đấy bà. Ở đây không có tuyên truyền đạo giáo tôn giáo gì các anh chị nha. Ở trong đây thấy có một cái bài tập của tác giả cũng khá là hay, là chúng ta làm theo. Ok ha. Các anh chị hãy bắt đầu giơ tay lên cao đi ạ. À, tuyên bố ha, chúng ta cùng nhau tuyên bố với cả vũ trụ này các anh chị, cùng nhau tuyên bố nha. Là Diễm đang ngồi đây các anh chị, làm và ngày hôm nay thì Diễm sẽ thay mặt vũ trụ, được không? Thay mặt vũ trụ và đọc cho các anh chị câu này thôi. Các anh chị giơ tay cao lên đi ạ, giơ tay cao lên đi ha. À, hôm nay Diễm thay mặt vũ trụ các anh chị nha. Ơi okay, và các anh chị đọc theo Diễm nha, giơ tay cao lên vũ trụ và tuyên bố, và các anh chị nhắc nhắc lại theo lời của Diễm nè. Bằng quyền năng của mình, tôi chính thức tuyên bố bạn xứng đáng, kể từ thời điểm này cho đến mãi về sau, bằng quyền năng của mình,
Tôi chính thức tuyên bố bạn xứng đáng kể từ thời điểm này cho đến mãi về sau.